cân thử nó bao nhiêu ký nha cả nhà. Đợi em cái nha. Căng lưỡi nó bao nhiêu ký? mười tám ký hai nha cả nhà. Hello cả nhà, bữa nay em bảo đơn nha cả nhà, khóa còn rất là nhiều luôn anh em. Để mà săn được hai bịch khóa miễn phí thì đơn giản lắm, anh em chỉ cần chốt một cuộn mê công gai thôi. Thì hiện tại cái dòng mê công gai 500m mà cái màu xanh nhớt á cả nhà, em còn được số 10, số 12 và số 14. Riêng cái số 8 là còn màu xám nha. Thì anh em chốt số 8 vẫn được kèm quà luôn. Thì cái chương trình bên em đang áp dụng á là khi anh em chốt một cuộn mê công gai 500m nha, màu xanh nhớt. Màu xanh nhớt 3 size. 10, 12, 14 thì bên em sẽ tặng kèm cho mình hai bịch khóa. Bình thường em tặng có một cuộn thôi, một bịch thôi, nhưng mà bữa nay em một cuộn em tặng hai bịch khóa và em bao ship toàn quốc cho cả nhà mình luôn với giá là 180k một cuộn nha cả nhà. Anh em chốt một cuộn á thì hai bịch, mà anh em chốt 10 cuộn là tới 20 bịch lận nha. Quà tặng Vivu thoải mái, anh em yên tâm. Thì riêng cái số 8, riêng số 8 là cái số 0.47 á, thì bên em chỉ còn màu hiện tại bây giờ chuẩn bị đổi qua cái màu xám là màu này nè cả nhà. Thì chương trình sẽ kết thúc khi nào em bán hết cái lô màu xanh nhất, tức là còn 3 size á cả nhà, 10, 12, 14 hết. Thì khi mà em đã hết cái màu xanh nhất, em chuyển hẳn qua màu xám thì chương trình tặng hai bịch khóa sẽ ngưng nha cả nhà. Hiện tại là được tặng hết. Anh em chốt cùng số 8 vẫn được tặng bình thường luôn nha. Đó. Anh em nhanh tay chốt đơn nha, liên hệ với hai số điện thoại em gửi để trên màn hình hoặc là click vào cái đường link qua TikTok Shop để đặt hàng nha cả nhà.